Hoa sứ Lê Gia chào cả nhà ha. Hôm nay thì bên vườn em giới thiệu cả nhà mình 20 cây sứ thái ghép ạ. Giá cây em bán này có giá từ 100.000 cho đến 600.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha cả nhà. Rồi mình có số 1 nè. Số 1 là hàng VIP. Cây vô chậu nhựa nha. Rồi, cây này được ghép giống Phương Mai 11, hoa 3 lớp màu vàng sọc. Giống màu vàng có gân đỏ nha. Hoa rất là rộ luôn. Đây mình thấy dàn nụ của cây đang ra nè. Phương Mai 11, 10 bo, 500 ngàn. Số 2. Số 2 là Kiều Diễm 3 lớp màu hồng đậm viền trắng. Kiều Diễm 7 bo, 350 ngàn. Số 3, ghép 2 giống, 2 màu. Mình thấy cái dàn nụ đang ra nhiều á là của Nguyệt Tâm Năm 4 lớp màu đỏ. Và đây mấy cái tầng thấp chung quanh á là Sĩ Thư 1, 3 lớp màu trắng viền hồng. Cây ghép 10 bo, 350 ngàn. Thì nay nói chung là cũng gần cận Tết nên em giới thiệu cho mình hàng VIP là nhiều. Để cho mình mua về chơi Tết, mua quà biếu ha. Còn hàng thường thì bên vườn em vẫn có. Mình muốn mua dạng hàng thường thì cứ alo bên em. Bên em sẽ giới thiệu cho mình một số loại đó ha. Rồi số 3. Số 3 là một cây củ quái nè và hoa có hương thơm nữa. Đây mình xem cái củ nó chứ nè. Củ này nói chung là nhìn giống như một người đang cưỡi ngựa nha. Cưỡi một con thú. Rồi cây VIP ghép giống Nguyệt Cát nha. Nguyệt Cát màu trắng, gân đỏ, hương thơm đậm mùi luôn. Hoa cực kỳ rộ. Cây đang vô nụ. Cây này đang vô nụ lâm râm nhỏ. Cây tựa khá là dài. Củ rất là bắt mắt. Củ già 6 bo, 600 ngàn. Số 5. Quyết Thắng 3 lớp màu đỏ. Đây, Quyết Thắng cái dàn nụ nữa nè. Quyết Thắng 9 bo, 350 ngàn. Số 7. Long Thành 3 lớp màu đỏ tươi luôn. Long Thành tự khá là dài luôn á. Long Thành 7 bo, 400 ngàn. Số 7. An Lạc 3 lớp nền vàng cam viền hồng có hương thơm 10 bo, 400 nghìn. Số 8. Vân Ngọc 4 lớp đỏ cánh viền. Vân Ngọc là một giống hoa rất là rộ. Cây 11 bo, 350 ngàn. Số 9. Kim Phá ghép 8 bo, 350 ngàn. Kim Phá 3 lớp nền vàng, lớp bìa có lem đỏ nha. Số 10. Số 10 là một củ rất là xuất sắc, củ già nè. Nói chung gần Tết thì khách rất là yêu thích cái giống thần tài. Thần tài 5 cánh màu đỏ nha. Tàn tròn. Củ già và củ cơ bắp luôn. Cây 10 bo, 400 ngàn. Số 11. 11 đổ về sau là hàng chậu C9 lớn như là C10. Rồi. Số 11 này là ghép An Tây, một giống hoa 5 cánh, 7 bo, 100 ngàn. Số 12, Ngọc Băng, 3 lớp trắng tinh. Ngọc Băng được ghép 7 bo, 100 nghìn. Số 13, Nguyệt Tâm 2, hoa 3 lớp, 7 bo, 100 ngàn. Giống này là có hương thơm, hồng, sọc hồng đậm. 14, Reti 2 lớp màu vàng có hương thơm 7 bo 150 ngàn. Số 15. 15 là Duyên Dáng Tím 3 lớp màu tím. Kép 6 bo 150 ngàn. Số 16. Một giống hoa chuyển màu và thơm nè. Thu Thủy 10. Hoa 3 lớp nền vàng cam. Có cái sọc hồng. Nó nở vài ngày nó sẽ chuyển sang hồng. Rồi cây 9 bo 150 ngàn. Cây này cũ hơi quái quái xíu nè. Để trên vàng nó hơi khó xoay. Số 17. Phạm Thị Dương. Phạm Thị Dương này cũ to nha. Cũ chia làm 3 múi. Cái hoành cũ này là 3 gan rưỡi tay em vòng lại. Nó bị trầy nè. Lúc mà nhỏ cũ nguyên liệu ra để ghép nè. Chắc nhiều quá nó bị quẹt trầy vỏ. Trầy hai cái trầy nhẹ nhẹ nha. Cây 6 bo ghép Phạm Thị Dương là màu tím. Giống này hoa rất rộ, 120 ngàn.
Số 18 ghép hai giống làm hai tầng luôn. Cái tầng thấp chung quanh á là của Đặng Thư, ba lớp màu tím sọc. Cái tầng cao á là của Phượng Hồng, ba lớp màu vàng viền hồng. Cây ghép hai tầng 150.000 6 bo. Số 19 Candy. Candy là màu vàng viền hồng, cây 7 bo 100.000. 20 cây giáng nằm. Giáng nằm nó bị cái vệt cháy nắng nhẹ nè, nó cháy nắng nó bong ra rồi nha cả nhà. Cái này mình trồng thêm thời gian nữa là nó bung hết này ra. Cái củ mình nó lớn lên là cái vết cháy nắng này bị bung ra. Cây giáng nằm ghép giống Ngọc Yến, hoa 5 cánh. Cây ghép 4 bo, chậu C11, 100.000. Rồi, cái giá cây em nói đây là giá em bán nha. Còn cái phí ship là do bên mua mình chi trả nha cả nhà. Hiện nay khách mua 10 cây em sẽ tặng mình một cây làm quà nha. Cả nhà xem trong video này, nếu yêu thích cây nào thì cứ gọi theo số máy là 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo luôn, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin. Mình lưu ý giùm em nhắn tin để rõ mã số cây kèm số điện thoại giúp em nha cả nhà. Rồi, chúc cả nhà có buổi tối.